Thưa quý vị, theo thông tin từ Cục Quản lý Dược Bộ Y tế, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã và đang khẩn trương triển khai việc hình thành các trung tâm dự trữ thuốc hiếm, thuốc hạn chế nguồn cung. Bộ Y tế dự kiến sẽ hình thành 3 đến 6 trung tâm trên cả nước, số lượng danh mục các thuốc dự trữ khoảng từ 15 đến 20 loại, trong đó có thuốc giải độc botulinum. Theo đại diện Cục Quản lý Dược, căn cứ pháp lý về thuốc hiếm cơ bản đã đầy đủ. Cục đã có những văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước chủ động trong công tác xây dựng nhu cầu, dự báo tình hình dịch bệnh, dự trù số lượng cần thiết và mua sắm thuốc đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điều trị, đặc biệt với các thuốc hiếm. Đơn vị này cho biết đang làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới để nghiên cứu về cơ chế tồn trữ của WHO để có sự liên thông giữa việc tồn trữ thuốc hiếm, thuốc ít nguồn cung ở Việt Nam với các nước xung quanh khu vực cũng như các kho của Tổ chức Y tế Thế giới.